Chúng ta tiếp tục cộng thêm vật liệu. Tôi sẽ ốp vật liệu vật dụng. Tôi chọn những phần gỗ này trước. Các bạn chuyển qua phần gỗ. Tôi chuyển qua tab thứ hai. Tôi sẽ chọn loại gỗ vật dụng này. Khá đơn giản đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy rằng độ bóng và bùng quá cao. Tôi giảm bùng xuống. Vậy là tương đối đẹp. Tôi tiếp tục bấm cộng. Chúng ta xử lý phần này. Tôi chọn phần thảm và chọn một loại thảm bất kỳ ở đây. Sau đó chúng ta qua phần này, đổi bóp cho nhanh. Tôi vào phần bài 10, phần vật liệu. Và chúng ta cùng nhau nhanh chóng chọn map thảm. Rất đẹp đúng không nào? Cộng thêm. Tôi sẽ ốp kim loại cho những phần này. Tôi sẽ chọn kim loại này thì sao nhỉ? Trông hơi nhẹ nhàng. Tôi chọn phần đen hơn. Ví dụ tôi chọn kim loại này. Ở phần scale tôi tăng cao lên. Và tiếp tục cộng. Tôi ốp phần này. Cũng cùng kim loại đó mà thôi. Tôi cộng và cho phần đèn này cũng là kim loại. Các bạn nhấn phím việc kép. Xoay phần này. Chúng ta chưa ốp phần này. Ok, tôi bấm cộng. Bấm vào. Và chọn gỗ. Giảm bung một chút xíu thôi. Rất đơn giản đúng không các bạn? Tiếp tục tôi ốp phần đèn. Tôi về vật liệu tiêu chuẩn. Chúng ta chọn vật liệu tiêu chuẩn. Tôi sẽ cho thêm map vào. Bấm vào đây. Ok, đây là đèn. Chúng ta có thể giảm tối xuống chút xíu cho đẹp. Và tiếp tục ốp phần khung tranh. Cũng là vật liệu tiêu chuẩn mà thôi. Riêng phần giữa này tôi sẽ ốp kính. Chính xác thì ốp gương. Tôi ốp. Chúng ta ốp sai. Đây là vật liệu tiêu chuẩn. Tôi bấm ở trên này là xong. Rồi, ok. Vậy là chúng ta tương đối hoàn thiện vật liệu rồi. Tôi tiếp tục. Đây thì sao nhỉ? Tiêu chuẩn. Thay map. Khá ấn tượng đúng không các bạn? Tôi qua phần scale. Và những phần này tôi sẽ ốp khá đơn giản thôi. Các bạn chuyển về phần thảm. Tôi chọn một loại ưng ý. Ví dụ loại này. Chúng ta cùng nhau tăng phần scale lên. Nhỏ hơn. Và cộng thêm hai phần gối này nữa. Loại này thì sao nhỉ? Không phù hợp. Chúng ta cùng nhau sử dụng vật liệu tiêu chuẩn. Và cùng nhau cho tối xuống là ok. Trông đỡ hơn rất nhiều rồi. Tôi đánh dấu check đồng ý. Vậy là chúng ta đã ốp xong các vật liệu cơ bản rồi.